xin chào tất cả các bạn đây là củ từ giống nhé các bạn nhé và củ từ này là đó đã bắt đầu lên mầm rồi đây các bạn này đấy mầm bắt đầu lên rồi thế là các bạn đây hôm nay là mình gửi giống từ cho bạn D ở trong playku và đây là giống mình đã mang lên trên bưu điện và bưu điện thì bạn D bạn nên lấy số lượng là 50 kg Thế nhưng mà biêu điện đó là người ta không cho chuyển một thùng 50 kg và mình chia sẻ ra làm 3 thùng. Đấy. 50 kg mình chia sẻ ra làm 3 thùng để gửi đi cho bạn D nhé. Đấy, bây giờ những cái củ nó mọc mầm như thế này rồi nếu như mình mà cho vào những cái tải hay hoặc là cái thùng bìa cắt tông như mọi thứ khác thì sợ là nó sẽ ảnh hưởng nên là mình phải lấy cái thùng nhựa này thùng nhựa này nó thủng có lỗ các bạn ạ để mình gửi đi cho nó thoáng và mình cũng xin chia sẻ qua cho các bạn nói chung và bạn D ở trong Pleiku nói riêng nhé cái củ từ này thì các bạn trồng với điều kiện là đất nó phải tơi xốp đấy khi các bạn cày bừa lên tơi xốp rồi các bạn hót luống lên cho mình rộng là một mét hai và cao là ít nhất là 50 đến 60 phân đấy, để sau này là cái củ từ của chúng ta nó ăn xuôi khi chúng ta trồng là trồng nổi chứ không phải trồng sâu thế nên là nếu trồng sâu thì khi chúng ta thu hoạch nó rất là khó thế xong rồi các bạn sẽ à, một luống của mình là rộng 1m2 hàng cách hàng cách 1m2 đấy còn cái khóm cách khóm thì các bạn hãy cuốc cho mình từ 35 đến 40 phân thế xong rồi các bạn à, cho phân hóa học xuống dưới và cho phân chuồng lên trên phân chuồng phân trấu các loại phân ch chuồng đều được các bạn nhé thế xong rồi các bạn mới cho cái củ từ vào thế là các bạn lấp đất thì các bạn cũng không khác gì trồng khoai lủi khoai sọ ấy các bạn lấp nửa kín nửa hở lấp mỏng mỏng thôi thì để cho khoai từ của chúng ta nó nhanh mọc đấy và À, xong rồi khi nó các bạn lấp đi xong rồi các bạn có à, dơm dạ thì các bạn à, phủ qua nó vào cho mình nhé, à, xong rồi là mà để cho đỡ mọc cỏ và đây là mình đã lên bưu điện này mang hàng lên bưu điện để mình à, gửi cho bạn và mình à, phải buộc cẩn thận đấy ba thùng đấy các bạn ạ, đây mình đã buộc xong rồi và dán tem dán mát rồi chuẩn bị xe đến để nó bốc đấy các bạn nhé và bạn đê ơi chị đã gửi hàng cho em rồi á thì à, chị đóng rất là cẩn thận. Khi mang về thì em cũng để chơi nơi khô ráo thoáng mát và em có thể làm đất và em trồng luôn cho chị được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.